Bốn là hợp chất của nhôm. Bốn La Mã hợp chất của nhôm. Thế thì hợp chất của nhôm thì mình sẽ có là nhôm oxit một nhỏ, nhôm oxit Al2O3, nhôm oxit phân tử khối bằng 102, là một hợp chất rắn bền, là một hợp chất rắn bền nóng chảy ở nhiệt độ cao, nhiệt độ nóng chảy cao, được chưa? Nó là một oxit lưỡng tính, oxit lưỡng tính. Nó có thể tan trong axit cộng H cộng để tạo thành nhôm 3 cộng cộng H2O 2 3 6, được chưa? Và nó có thể tan trong dịch bazơ mạnh Al2O3 cộng H2O cộng OH trừ, tạo thành ạ Al OH 4 lần trừ 2 đây. Al 48 2 8 oxy trừ đi 2 trừ đi 3 chỗ này còn 3. Được chưa? Thì AlOH 4 lần trừ thì cũng có thể gọi, cũng có thể viết là AlO2 trừ. Bạn thích viết thế nào thôi. Về mặt bản chất là nó như nhau. Về mặt bản chất là nó như nhau các em nhé. Còn cái vấn đề là bạn thích viết như nào. Thế thì điều chế anh nhôm oxit này thì điều chế bằng cách nào? Thì mới nhiệt phân AlOH 3 lần trong không khí. Thì mình thu được Al2O3 cộng H2O 2 2 3 6 3. Ok nhá. Xịn quá nhỉ. Hai nhỏ nhôm hydroxit. Hai nhỏ nhôm hydroxit. AlOH 3 lần. Phân tử khối bằng bảy mươi tám, bằng 78. Nhôm hydroxit là một chất kết tủa keo trắng, kết tủa keo trắng ít tan trong nước, được chưa? Nó là một chất lưỡng tính, nó là một chất lưỡng tính. Về mặt bản chất thì anh nhôm hydroxit nó có thể tan trong môi trường axit, thì tạo thành nhôm 3 cộng cộng 3H2O, hoặc là tan trong dung dịch kiềm cộng OH trừ, tạo thành AlOH 4 lần trừ. Đấy chưa? Nó tác dụng được với cả axit và tác dụng với cả bao giờ nhá, dễ quá gì nữa. Ngoài ra thì nó có phản ứng nhiệt phân, AlOH 3 lần đun nóng thì tạo thành Al2O3 cộng 2O 2 nhân 3 là 6, 6 trang 3. Ok nha. Điều chế ạ. Điều chế AlOH 3 lần thì bằng cách là cho muối nhôm 3 cộng
tác dụng với NH3 dư hoặc OH trừ vừa đủ để thu được AlOH 3 lần. Kết tụ. Đây là điều chế AlOH 3 lần. Nhá. Dễ quá nhỉ. Ba nhỏ muối nhôm. Ba nhỏ muối nhôm. Muối nhôm thì thực ra thì với các anh muối nhôm thì thầy muốn chúng ta học về các anh muối sunfat. Ba nhỏ. Phèn chua. Al2 SO4 3 lần. K2 SO4 ngậm 24 nước thì là phèn chua. Mình có thể rút gọn lại tất cả đều chia cho 2 thì còn là K Al SO4 tất cả 2 lần ngậm 12 nước thì là phèn chua. Được chưa? Phèn chua thì có tác dụng là làm trong nước tẩy rửa chưa? Tác dụng làm trong nước tẩy rửa. Bốn nhỏ phèn nhôm. Là M2 SO4 ngậm Al2 SO4 3 lần ngậm 24 nước. Phèn nhôm thì điều kiện là M phải khác kali thì nó sẽ là phèn nhôm. Phèn chua nó khác hoàn toàn phèn nhôm như vậy. Ok. Xong. Trên đây thầy vừa giới thiệu cho chúng ta về toàn bộ nhé, toàn bộ tính chất phèn nhôm này, muối nhôm này, phèn chua này. Ok chưa? Ok chưa? Mình còn một cái anh nữa thôi. Năm nhỏ. Năm nhỏ. Là muối natri aluminat. Muối natri aluminat. Thì cái anh muối này là muối của một axit yếu nhá. Anh này muối của axit yếu thì nó sẽ tác dụng với lại CO2 để tạo thành AlOH 3 lần cộng NaHCO3. Bạn nắm thế là xịn rồi. Có nghĩa là sục cái anh CO2 vào trong cái, khi mà mình sục CO2 ấy vào bên trong cái dung dịch NaLO2 thì mình sẽ thu được gì? Thì mình sẽ thu được kết tủa AlOH 3 lần. Đấy. Thì đến đây thầy vừa mới giới thiệu chúng ta về toàn bộ nhé. Toàn bộ 100% kiến thức lý thuyết về nhôm và hợp chất của nhôm. Bây giờ chúng ta sang phần bài tập. Rồi. Các bạn cùng comment cho thầy đáp án câu số 1. Các bạn cùng comment thầy đáp án câu số 1 ạ. Câu số 1. Dễ thôi. Phần này giờ ngon lành rồi. Dễ như úp cháo à. Câu số 1 ạ. Câu số 1 đáp án gì các em? Các bạn cùng làm và comment đáp án mạnh mẽ lên. Đây những câu này nó dễ lắm. Rồi, tốt. Các bạn khác nữa.
Một ạ. Mô tả nó dưới đây về tính chất vật lý của nhôm là chưa chính xác các em nhé. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt hơn các loại sắt và đồng. Là cái loại nhẹ là đúng rồi. Màu trắng bạc là đúng rồi. Mềm dễ kéo sợi và dát mỏng là đúng rồi. Vậy chưa chính xác là gì? Dẫn nhiệt, dẫn điện tốt hơn các loại sắt và đồng. Dẫn nhiệt và dẫn điện tốt hơn sắt là đúng, nhưng không thể nào tốt hơn đồng được nhá. Chưa chính xác là A. Câu 1 ý ạ. Câu 2 ạ. Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với nhôm? Câu 2. Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với nhôm? Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với nhôm? Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với nhôm? Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với nhôm? Mình phải nhớ là những anh nào tác dụng có khả năng tác dụng với nhôm các em nhỉ? Những anh nào có khả năng tác dụng với nhôm? Mình nhớ phải nắm được đấy. Những nào khả năng tác dụng với nhôm ạ? Nãy mình mới học xong. Gì nhỉ? Thứ nhất là mình phải nhớ được việc là nhôm có khả năng xảy ra phản ứng nhiệt nhôm, nên nó sẽ có khả năng tác dụng với những anh oxit của kim loại đứng đằng sau nó. Vậy là 2O là không thể tác dụng được. CaO càng không. Vậy đáp án chúng ta chỉ có thể là A. Nhôm tác dụng với carbon, được với CO2, được với clo, được với lưu huỳnh. Đấy với A3. Đây ạ, mình sẽ có nhôm mà tác dụng được với lại thằng carbon để tạo thành Al4C3 nhé. Nhôm tác dụng được với CO2, chính vì vậy nên mình không bao giờ sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy kim loại bằng nhôm. Các bạn nhớ chưa? Tác dụng clo hôm nay mình biết rồi. Nhôm tác dụng với lưu huỳnh thì tạo thành Al3S2. Nhôm tác dụng với lại Fe2O3 thì mình cũng biết rồi, không cần viết lại nữa. Câu này câu số 3. Câu này câu số 3 theo tài liệu chuẩn. Có bao nhiêu loại khí thu được khi cho các hóa chất rắn hay dung dịch sau đây phản ứng với nhau? Cái câu này mới hay này. Câu này rất hay này, các bạn để ý này. Nhôm không tác dụng FeS, nhưng nhôm tác dụng HCl để tạo thành AlCl3 cộng H2. Một khí nha. Nhôm tác dụng với Na mắt cũng khi ra khí H2, nhưng đề bài hỏi là loại khí thì vẫn giữ nguyên. Nhôm không tác dụng với Na4, 2 lần CO3. FeS tác dụng HCl tạo thành FeCl2 cộng H2S. Khí thứ hai. FeS không tác dụng với NaOH, không tác dụng với Na4CO3. HCl có tác dụng với NaOH nhưng không sinh khí. HCl cộng với Na4 2 lần CO3. Thì tạo thành khí CO2 cộng Na4Cl. Vậy là mình có khí nha. Được chưa? Và cuối cùng là gì ạ? NaOH cộng Na4 2 lần CO3. Thì tạo thành khí NH3 cộng với Na2CO3. Vậy này, mình có này, hydro này, H2S này, CO2 này, NH3. Vậy mình có tổng cộng 4 loại khí sinh ra. Các bạn nhớ nhé, chúng ta tổng cộng có 4 loại khí sinh ra. Ý C. Đây là câu số 3. Câu số 4, đây là câu số 4. Cho phản ứng sau, chất tham gia phản ứng đóng vai trò oxy, đóng vai trò chất oxy hóa là chất nào? Chất tham gia phản ứng đóng vai trò chất oxy hóa là chất nào? Ui, câu này mới hay này. Câu này mới là câu thực sự hay này. Câu này mới là nhiều câu, là cái câu mà nhiều bạn toang này. Các bạn cùng quan sát xem cho thầy xem đáp án đúng ở đây của chúng ta là đáp án gì. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đây là đáp án gì?
Đáp án chính xác ạ. Rồi. Chất tham gia phản ứng mà đóng vai trò là chất oxy hóa là chất nào? Các bạn lưu ý nha. Đề bài yêu cầu chúng ta là chất phải tham gia phản ứng và đóng vai trò là chất oxy hóa. Thầy vừa mới ghi máy đúng không? Nhôm là chất khử. Nước là chất oxy hóa. Rất nhiều bạn nhầm tưởng NaOH là chất oxy hóa là sai. NaOH là chất môi trường nhé. Câu 4 đi C. Câu 5 ạ. À câu 6. Đây là câu 5. Có 3 cái chất magie này, nhôm này, Al2O3 này. Có thể phân biệt 3 chất chỉ bằng một thuốc thử là chất nào sau đây? Thế thì phải sử dụng một cái thuốc thử nào đó mà hòa tan được cả nhôm và hòa tan được cả Al2O3 mà không hòa tan được magie. Vậy mình nghĩ ngay đến dung dịch NaOH. Nếu cho dung dịch NaOH vào thì mình sẽ có, đây thầy kẻ cái bảng này, và nhìn cho dễ. Được chưa? Thì NaOH là không tác dụng với lại dung dịch nhé. Dung dịch NaOH là trong này có nước rồi, không tác dụng với magie. Có tác dụng được với nhôm và sinh ra là gì? Sinh ra khi hydro bay lên. Đúng chưa? Có tác dụng với Al2O3 là hòa tan. Vậy chắc chắn chúng ta sử dụng D, dung dịch NaOH. Ok chưa? Câu số 6 ạ. Câu số 6 ạ. Phản ứng cỡ cặp chất nào dưới đây không tạo ra sản phẩm khí? Phản ứng của cặp chất nào dưới đây ạ mà lại không tạo ra sản phẩm khí? Nhôm cộng dung dịch NaOH thì chắc chắn sinh ra khí hydro. Nhôm 3 cộng mà tác dụng với Na2S thì nhôm 3 cộng có tính axit, Na2S có tính bazơ nên chắc chắn sinh ra khí H2S. Nhôm 3 cộng có tính axit, Na2CO3 có tính bazơ nên chắc chắn sinh ra khí CO2. Vì vậy nên không tạo sản phẩm khí là C. Nó tạo thành NaAlO2 cộng với NaCl các em ạ. Nên câu số 6 của chúng ta đáp án đúng, chính xác nhất đấy là đáp án C. Câu số 7. Nhận xét nào dưới đây là đúng? Câu số 7, chỗ câu này bị cắt thiếu. Nhận xét nào dưới đây là đúng? Các vật nhờ dụng bằng nhôm không bị oxy hóa tiếp và không tan trong nước do có lớp màng Al2O3 bảo vệ, đúng. Trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH thì NaOH đóng vai trò chất xóa, sai. Vậy đúng ở đây chúng ta là A. Đấy chưa? Còn IC là do tính khử mạnh nên nhôm tác dụng được với HCl, HNO3, H2O4 trong mọi điều kiện là sai nhé. Bởi vì nhôm bị thu động trong HNO3 đặc nguội và H2O4 đặc nguội nên không thể là trong mọi điều kiện được. Và cái cuối cùng là nhôm kim loại không phản ứng với nước do thế khử của nhôm lớn hay khử nước là sai. Là do có lớp màng oxit bền chứ không phải do thế khử. Câu số 8 ạ. Câu số 8. Câu nào phát biểu sau đây là không đúng? Câu nào phát biểu sau đây là không đúng? Nhôm có khả năng hòa tan được dung dịch axit và dung dịch bazơ. Đúng. Nhôm khả năng tan axit cũng tác dụng với nhôm và bazơ tác dụng với nhôm. Nhôm có khả năng tác dụng được với nước ở điều kiện thường. Nhôm có khả năng tác dụng với nước ở nhiệt độ thường được khi mà chúng ta hòa tan nhôm với lại thủy ngân tạo thành hỗn hợp hồng. Hỗn hợp nhôm thủy ngân là tác dụng được, hoặc mình cạo cái lớp vàng oxit ở bên ngoài nhôm đi là tác dụng được. Vật làm bằng nhôm khả năng tác dụng với nước nhiệt độ cao, cái này sai chặt. Bởi vì chúng ta có nồi nhôm, chúng ta có son nhôm, chúng ta có muôi nhôm. Thì những cái thằng này khi mà nguấy vào nước nhiệt độ cao nó không phản ứng. Đúng không ạ? Nên không đúng là C. Người ta có thể dùng thùng bằng nhôm để chuyên chở HNO3 đặc nguội, H2O4 đặc nguội. Đúng. Câu số 11. Nào các bạn cùng chọn cho thầy xem câu số 11 đáp án gì nào. 11 mới dạy xong. 11 ạ. 11 các bạn chọn đáp án gì ạ? 11 nhá.
Một chọn thầy xem nào. Đáp án gì ạ? Cryolit Na3 AlF6 được thêm vào Al23 nóng chảy để sản xuất nhôm vì lý do nào sau đây? Vì những lý do nào sau đây mà Na3 AlF6 được thêm vào Al23 nóng chảy để sản xuất nhôm? Lý do nào ạ? Vì sao? Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al23, đúng rồi. Đúng không? Làm tăng độ dẫn điện, đúng. Tạo một lớp ngăn bảo vệ, đúng. Vậy là ABC đúng. Đáp án đúng đáp án C. A, B, C đều đúng. Đây là câu số 9 đấy chứ. Câu số 10 ạ. Câu số 10, câu hỏi cuối cùng trong buổi ngày hôm nay. Mô tả ứng dụng nào của nhôm dưới đây là chưa chính xác? Câu này mới hay này. Câu này mới nhiều bạn sai ạ. Mô tả ứng dụng nào của nhôm dưới đây là chưa chính xác. Mô tả ứng dụng nào của nhôm dưới đây là chưa chính xác. Câu này mới nhiều bạn toàn thực sự luôn ạ. Các bạn sẽ bị lừa sấp mặt ở câu này. Các bạn cùng chọn đáp án ra đây xem nào. Toàn chặt. Đáp án gì ạ? Câu số 10 ạ. Vui không? Làm vật liệu chế tạo ô tô, máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ, đúng nhé. Làm khung cửa, trang trí nội thất và mạ đồ trang sức. Làm dây dẫn điện, thiết bị trao đổi nhiệt, công cụ nấu nấu trong gia đình, đúng nhé. Chế tạo hỗn hợp Techmix, đúng nhé. B mới sai, B sai ở đâu ạ? B sai ở đây này, các bạn đọc kỹ này. Làm khung cửa trang trí nội thất đúng, nhưng có bao giờ chúng ta nhìn thấy người ta lấy nhôm để mạ đồ trang sức không ạ? Có bao giờ chúng ta thấy người ta lấy nhôm để mạ đồ trang sức không ạ? Chẳng bao giờ. Đúng chưa? Vậy câu 10 đáp án chưa chính xác của chúng ta là đáp án B. Ok. Đấy. Trên đây thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta về toàn bộ kiến thức lý thuyết về nhôm và hợp chất của nhôm, những hợp chất quan trọng của nhôm. Nhá. Phần bài tập về nhà các bạn nhớ làm hết toàn bộ phần lý thuyết của nhôm và check đáp án ở phía dưới.